là UFO. Tất cả tụi mình đều dõi theo vật thể lạ đó khi nó bay về phía lâu đài Upstead. Các cậu nghĩ sao về nó? Người ngoài hành tinh đến từ vũ trụ đó. Mình không quan tâm nó là gì, mình thích nó lắm. Xin chào ba người, các cậu đang làm gì vậy? Tất cả chúng tôi muốn tìm hiểu về vật thể bay lạ trên bầu trời. Đó là ai vậy? Để tôi giới thiệu cho các cậu một người bạn mới. Bạn của tôi đến từ nước Mỹ đó nha. Xin chào các bạn, tôi là Ruth. Xin chào Ruth, tôi là Thomas. Còn đây là Rebecca và Percy. Xin chào. Chúng tôi là một phần của nhóm đầu máy hơi nước. Không biết cô đã bay đến đây bằng cái gì? Cái đó hả? Nó là một trong những phát minh của tôi đó. Cô đã phát minh ra tàu vũ trụ sao? Tôi ước gì mình có thể phát minh ra một con tàu vũ trụ, Percy. Không đâu, đây là máy bay xe hơi. Và tốt hơn nữa thì các cậu nên quen với việc nhìn thấy những điều kỳ lạ và tuyệt vời xung quanh đây. Bởi vì chúng tôi đang tổ chức một hội chợ rất đặc biệt. Đó chính là một hội chợ công nghệ. Nó sẽ được gọi là Thế giới tương lai. Và nó sẽ diễn ra ngay tại đây. Tất cả bọn họ đều không ngừng suy nghĩ về những phát minh mới. Các cậu nghĩ họ sẽ phát minh ra thứ gì đây? Có thể là đầu máy xe lửa trong tương lai đó. Không biết là họ sẽ phát minh ra gì. Có thể là một đầu máy xe lửa nhanh nhất thế giới. Đầu máy xe lửa siêu tốc hành đang tới đây. Mọi người lên đường cho chuyến phiêu lưu dưới nước nào. Mình có thể bay. Khám phá thế giới cùng Thomas và gần nhiều điều thú vị. Bộ mô hình đường ray lâu đài khỉ. Những chú khỉ tinh nghịch. Với đường ray linh hoạt có thể rẽ thành nhiều hướng khác nhau. Bùng nổ vượt chướng ngại vật mạo hiểm cùng DC công phá đường hầm, căn hầm bí ẩn và bộ đường ray dài hơn 130 cm. Mô hình bộ đường ray lâu đài khỉ Thomas and Friend và mô hình đường ray vượt chướng ngại vật cùng DC. Sản phẩm hiện đang có bán tại hệ thống Mikeydom trên toàn quốc